Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, ở đây rất là nhiều đồ chơi siêu nhân này và các khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Đầu tiên là một anh đội trưởng Mỹ này các bạn này. Wow, mặt rất là ngơ ngác. Cơ bắp thì nổi cuồn cuộn này các bạn này. Căng tay cái chân màu đỏ này các bạn này. Wow, năng lượng rất chằng chè phát sáng này các bạn này. Yeah, ok. Wow, tiếp đến là một anh bác mang người rơi với logo hình con rơi các bạn ạ. Tai rơi kìa các bạn này. Wow, áo choàng màu đen rất đẹp. Cơ bắp 6 múi các bạn ạ. Yeah, ok. Tiếp đến là một anh lính đội trưởng Mỹ đang ngắm bắn các bạn này. Yeah, rất là xịn xò các bạn nha. Tiếp theo là một anh Húc các bạn ơi, người khổng lồ xanh các bạn ạ. Với vẻ mặt rất bặm trợn, răng rất trắng các bạn nha. Yeah, wow. Đấy, đèn rất là sáng, chứng tỏ năng lượng rất tràn trề các bạn ạ. Ok. Tiếp đến là một Gundam các bạn ơi. Wow, Gundam rất là xịn xò các bạn này. Wow, ok. Tiếp đến là một anh đội trưởng Mỹ đang ngắm, à không phải, xin lỗi các bạn nha. Đây là một anh người nhẹ đang ngắm bắn. Wow, rất đẹp luôn các bạn ạ. Ok, một khẩu súng nước màu xanh lá cây các bạn ơi, bắn rất nhẹ và êm nhé các bạn nhé, như kiểu có trợ lực ấy các bạn ạ. Ok, tiếp đến là một khẩu súng lục bạc các bạn này. Yeah, rất đẹp luôn và xịn xò luôn, kết hợp với màu đỏ. Yeah, wow, một khẩu súng bắn đạn xốp các bạn ơi. Yeah, rất xịn xò nhé các bạn nhé, súng lục bắn đạn xốp. Yeah, wow, một khẩu súng trong suốt màu xanh da trời các bạn ơi. Wow, nhìn thấy cả bánh răng ở bên trong này các bạn này. Ok. Yeah. Và tiếp theo là một khẩu súng lục của anh đội trưởng Mỹ các bạn này, có cái hình khiên này các bạn này. Đạn màu vàng. Wow, anh đã nằm trên này ngắm bắn rồi các bạn ơi. Yeah. Ok. Và cuối cùng là một chiếc khẩu súng lục hình con rồng. Wow, đạn màu vàng các bạn này. Rất đẹp luôn nhá các bạn nhá. Ok. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.